Oh, chào, chào David. Yeah. Kính thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau biến cố Việt Nam bị rơi vào tay Cộng sản, hàng triệu người Việt đã rời khỏi nước ra đi. Hiện nay chúng ta có vô số người ở khắp nơi trên thế giới, từ Tân Tây Lan, Australia, Canada, cho đến tất cả những quốc gia phương Tây giống như Pháp, Anh, cũng giống như là tại Germany. Tất cả đều có hình bóng của những người Việt của chúng ta đến định cư. Và hôm nay trong chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề của chúng tôi giới thiệu đến quý vị một trong những nhân vật có thể nói cũng rất gắn liền với cộng đồng người Việt, đặc biệt là tại miền Bắc California. Kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đến quý vị anh David Dương. Mỗi tuần một vấn đề, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào cảm ơn anh. Nhà ý có lời mời chúng tôi đến đây để tiếp xúc với anh trong cái chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề từ anh David Dương. Chào anh Trọng và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chắc quý vị biết anh David Dương là một trong những thuyền nhân. Trước năm 1975, gia đình anh là một trong những gia đình đã có những cái công việc làm với công ty giấy Cogido. Và ngày hôm nay thì anh David Dương đến định cư tại Hoa Kỳ. Và điều mà người ta nói đến nhiều nhất là đến anh David Dương, giám đốc công ty California Waste Solution. Và đặc biệt người ta cũng nói đến anh David Dương vì anh là một trong những người tiên phong đến Việt Nam. Và hiện nay anh đang quản trị một công ty gọi là công ty rác Đa Phước. Cái những sự kiện đó có đúng thực thật không thưa anh David? Dạ thưa đúng á, tại vì đây là cái nghề của mình. Anh David năm nào thì anh cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ thưa anh David? Thưa anh, cuối năm 79. Sau khi ở chạy tị nạn ở Phi Luật Tân 18 tháng thì gia đình được định cư, được đón nhận và định cư tại San Francisco. Vâng. Thế trong trường hợp nào anh lựa chọn đến San Francisco hay là đó là một sự ngẫu nhiên thôi? Thưa anh, là không, cái này là nói chung là chọn San Francisco là do ba mẹ tôi, tại vì tôi được bảo lãnh trước 2 tháng trước khi ba mẹ tôi, tức là gia đình thì được chia ra. Đó, mấy người được bảo lãnh trước thì tôi được bảo lãnh trước đi về Washington DC. Đó, cuối tháng 10 năm 79. Thì sau khi đi về đó thì 2 tháng thì liên lạc thì đúng ra gia đình ba mẹ tôi cũng đều phải về đó hết. Nhưng mà sau khi tôi nói là bên đây rất là lạnh, tại vì cái vào cái thời điểm đó là tuyết rất đầy. Mà tôi ở bên đó thì coi như 2 tháng đó tôi phải đi làm, ngày thứ 3 là phải đi làm rồi. Đó, sponsor đẩy phải đi làm, thành ra mình đi làm mà đi ra đón xe bus thì tuyết quá lạnh, mình chịu không nổi. Từ một vùng đất nóng ở Phi Luật Tân mà qua một cái nơi mười mấy tiếng sau là trở thành một nơi quá lạnh, cho nên tôi điện về thường xuyên. Thì cha mẹ tôi lúc mà đi định cư thì mới nghĩ tới cái chuyện làm trạm dừng chân tại San Francisco, thì ông bà ở đây luôn, rồi thì tôi dọn qua tôi ở. Đến bây giờ thì San Francisco, Oakland là quê hương thứ hai của anh. Anh cảm nhận rằng đây có phải là cái nơi đáng để cho anh ở lại và làm việc với tư cách là một người Mỹ gốc Việt của ông, thưa anh David? Thưa anh, tôi thì cũng đi nhiều nơi ở trên nước Hoa Kỳ và tôi vẫn nhận thấy rằng ở tại San Francisco Bay Area này thì cái thời tiết thì nó rất tốt cho mình, nó phù hợp với mình. Cái thứ hai nữa thì dân số ở đây cũng đông, mà đặc biệt là người châu Á cũng nhiều, thành ra nó cũng là một cái nơi cho mình dễ dàng mà mình sống cũng như có thể dễ dàng mà làm ăn ở đây. Kính thưa quý vị, công ty California Waste Solution là một trong những công ty có nhiệm vụ là bảo vệ môi trường và làm recycling lại. Và hiện nay thì công ty đang phục vụ cho trên 3 triệu cái gia cư tại vùng Oakland. Thưa anh, trong cái trường hợp nào đến định cư tại Hoa Kỳ lại đưa đẩy anh vào cái nghề việc, cái công việc mà hiện nay anh đang làm vậy thưa anh David? Thưa thì đầu mới mấy ngày đầu khi định cư ở đây thì coi như là ba mẹ chúng tôi là cứ mỗi tối dẫn cho con cái đi San Francisco đi coi mấy cái high rise, tức là mấy cái tòa nhà cao ốc nó thì nó uy nghi, thì dẫn đi coi. Thì xong xong cái việc đó thì dòm lên thì là tòa nhà, nhưng dòm xuống thì buổi chiều tối thì các cái building đó người ta mới đem rác ra, người ta để ở trước ở ngoài coi như hành lang để chờ xe rác lấy. Thì lúc đó đi mới thấy được là coi như giấy rồi chai lon nhôm rất là nhiều, thì nó dĩ nhiên là coi như là nghề nghiệp của ba mẹ mình mà. Thì ông bà thấy cái đó thì nảy ra cái việc là ok, đây là một cái việc mà mình có thể khởi đầu tại đây. Và lúc đó mới đưa
gia đình mới đi 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 tìm để mà coi coi có nơi nào họ mua giấy, nơi nào họ mua lon nhôm, nơi nào mua da chai, rồi thì mới mua một chiếc xe xe truck cũ, mới đưa hết con cái, thí dụ như ban ngày thì tụi tôi đi học đó, chiều lại thì cứ đi lên xe rồi cứ phụ đi cứ lụm như vậy đó, rồi cái ông bà thì cứ đi bán đó, thì dần dần thì bắt đầu từ đó, đó mình mới dành dụm được cái tiền đó là mua chiếc xe thứ hai, chiếc xe thứ ba, dần dần lên thì mới được chiếc xe thứ 10, 11 gì đó. Rồi thì xong đó thì công việc đó đòi hỏi nhiều quá mà thời giờ thì ít, tại vì lớp trẻ như chúng tôi thì phải đi học đó, chiều tối về phòng chút, rồi ban ngày những người lớn thì không bao nhiêu người để lựa ra, chứ đâu phải mình bán được liền, mình phải lựa làm sạch ra, thì mới bắt đầu mới mướn một cái kho về trước. Cái cuối tuần là cái mấy đứa trẻ như chúng tôi không có đi học thì về đó phụ, cuối tuần thì phụ lựa ra hết, để coi ngày thường thì mấy người đi đi bán, mấy người lớn đi bán. Thì từ đó mà bắt đầu lập nghiệp ra, và năm 1983 thì gia đình mới chính thức thành lập coi như nhà máy thu gom phế liệu Kushido. Và từ đó là tôi được giao cái trọng trách, là gia đình giao tôi làm giám đốc và phát triển từ đó. Là công ty giấy Kushido rồi anh David hả? Dạ, thưa đúng. Kính thưa quý vị, trong đoạn đường đến định cư tại Hoa Kỳ, có nhiều người có thể may mắn, có nhiều người thấy rất là gian khổ. Chắc quý vị biết vào những cái đoạn đường mà đầu tiên đến lập nghiệp tại Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, đó là vấn đề khí hậu, vấn đề giáo dục, vấn đề kiến thức và vấn đề ngôn ngữ đã làm cản trở của những người Việt chúng ta trong những ngày đầu đến định cư tại Hoa Kỳ. Và quý vị đừng nghĩ rằng giấc mơ đến Hoa Kỳ có thể nói nó nhẹ nhàng và nó dễ dàng đâu quý vị. Nhiều người như gia đình anh David cũng đã từng lầm lội, và có thể nói họ bỏ nhiều thì giờ rất khó khăn để mưu cầu tìm lấy một cuộc sống mới tại quê hương thứ hai của họ. Và ngày hôm nay rất nhiều người nhìn lại cái quãng đường đó và họ cảm thấy hãnh diện với những gì trong những bước đầu đến định cư tại Hoa Kỳ. Thưa anh David, đến bây giờ thì lẽ dĩ nhiên chúng tôi không muốn trở lại một cái thời gian khó khăn đối với cá nhân anh cùng gia đình anh. Nhưng mà anh có thể sơ qua đến bây giờ thì cái công việc của công ty của anh, nó tính cách mang gia đình của một cái công ty của một cái gia đình, của một cái tập thể người Việt nhỏ ở trong vùng Auckland, và cái vị trí và cái có thể nói là cái giá trị của công ty anh ở trong cái miền Bắc California này như thế nào, thưa anh David? Thưa anh thì hiện nay thì California Way Solution là đứng hàng thứ 37 cái công ty hàng đầu của 37 công ty trên 100 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ về vấn đề thu gom và xử lý rác. Là để nói sơ về thưa anh là về năm tại sao Kushido rồi bây giờ lại là California Waste. Là công ty thành lập đó thì tới năm 89 thì gia đình lại có cái luật của California là đòi hỏi tất cả những công ty rác là khi họ thu gom rác là họ phải tái chế bao nhiêu phần trăm đó. Và những công ty rác thì họ lại chạy đôn chạy tháo lại, tại vì họ chưa bao giờ tái chế, thành ra họ không có cái thị trường, thì họ mới tìm đến và họ đặt vấn đề mua lại cái công ty và đặt vấn đề là mình ở lại mình làm để giúp cho họ, để họ biết đường bán ở đâu và làm sao để tái chế tất cả những thứ đó. Và gia đình quyết định lúc đó là đã làm từ cái một đêm mà đi lụm giấy coi như mười mấy tiếng đồng hồ, 15-16 tiếng đồng hồ, để bán coi như cực quá bao nhiêu năm, thì gia đình dự kiến là khi là bán đi để mà mình chia lại trong nhà, mỗi người mớ tiền thì ai nấy coi như để mua nhà mua cửa hay là mua tiệm mua tùng gì làm gì riêng cho nó khỏi cũng đỡ cực. Thì sau khi bán cái Kushido thì tôi lại làm, có một cái hợp đồng và ở lại làm việc cho một công ty lớn hàng thứ tư của Hoa Kỳ về vấn đề thu gom xử lý rác ở San Francisco đó. Thì nhưng mà khi vào làm ở trong đó thì tôi, một người em và một người chú là ba người hợp đồng ở lại, nhưng mà khi họ mua mình đó thì họ trả mình một số tiền thôi, còn một số thì họ lại trả góp. Thì đó là cái chuyện thông thường ở tại Hoa Kỳ này. Thì khi mà tới thời kỳ trả góp thì họ không trả góp. Đó, thì họ không trả góp thì như vậy thì chúng tôi lại phải tách rời họ ra và thành lập ra California Way Solution năm 1991. Và từ đó chúng tôi mới bắt đầu đi đấu thầu sau khi làm việc cho họ. Có những một năm mấy thì tôi học rất nhiều. Và tôi bắt đầu thành lập ra công ty với ba anh em. Còn lại và lập ra rồi bắt đầu đấu thầu. Và từ đó chúng tôi thấy chúng một cái thầu đầu tiên là tại thành phố Auckland với cái giá trị chỉ có 25% trên của tổng cái thành phố thôi. Mình chỉ trúng được, tại lúc đó họ chia ra thành phố chia ra làm 4, là mình trúng được có 25%.
Và từ đó mình phát triển rồi thì mình bắt đầu, rồi mà sau đó là mình lại thắng cái thầu ở thành phố San Jose, và rồi thì thắng một số cái thầu ở trong miền Bắc Cali này. Và dần dần thì mình phát triển, thì từ cái không có là gì ở trên cái bản đồ của những cái công ty mà thu gom xử lý rác Hoa Kỳ, bây giờ mình trở thành công ty hàng 37 của 100 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ.